Xin chào anh em. Chúng ta tiếp tục đến với truyện tranh hiện đại Nhật Bản Tân Teppi, Teppi đánh gốc tập 30. Được rồi, mình phải đánh tới bên cạnh cột cờ. Sau đó thì thách đấu, vô đi. Xin lỗi, tạm ngừng một chút nha. Ồ, Teppi cũng hoang mang nữa sao? 162m thì phải dùng gậy số 40 đúng. Nhưng mà muốn đánh thẳng tới phía trước đùi quả thì vẫn phải dùng gậy số 5 thôi. Làm lại từ đầu thôi. Được, nếu đánh tới cột cờ 10m mà bóng xoáy được ngược thì sẽ tốt đấy. Thế đánh mạnh quá thì lại giống như Giai Chi đấy. Bình tĩnh lại, đừng quên câu thần chú của mình. Nì xa xíu bóc vào. Sao đây? Ồ, đường banh đẹp quá. Quả banh này đẹp quá. Nó sẽ rơi vào bên cạnh cột cờ. Không, hình như nó bay cao quá rồi. Ồ, không xong rồi, xoáy ngược lại đi xa thế, đủ rồi. Dừng lại rồi. Hết sức nguy hiểm. Nhưng mà nằm chỗ đó thì xem ra cũng còn gần. Bởi vì nằm ở đó thì mình mới có cách đánh thẳng vào lỗ, đạt được vô đi. Ha ha ha. Đến lượt tôi đánh đấy. Ủa. Ha ha, xin lỗi. Bóc. Kịch. Bóng sẽ ở ngay phía dưới cột cờ. Cú đánh đẹp quá. Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy tay Ti Sơn đánh bóng xoáy ngược. Xin yên lặng. Xin yên lặng cho. Xin mời các vị lùi ra phía sau. Bánh của anh Giai Chi xa nhất nên anh ta phải đánh. Ta đánh trước phải không? Bánh ở phía dưới bên trái. Đây là đường bánh khó đánh lắm đấy. May lại chỉ hết một nửa dưới lớp cỏ. Anh ta mà đánh banh lên tới đồi quả thì phải nói là tài giỏi đây. Đẹp quá. Cú đánh quá nhẹ rồi. Quả banh cứ như bị miệng lỗ hút vậy. Nó cứ lăn thẳng tới lỗ. Chậm, chậm đã, đừng có vô lệ thế. Không, đường banh này quá mạnh rồi. Hay lắm, thẳng tiến tới cột cờ đi. Là là, tóm. Hỏng, hỏng rồi. Quả banh này làm cho tôi muốn đứng tim luôn. Tôi cứ tưởng quả banh sẽ vào lỗ rất đẹp cơ đấy. Ai ngờ lên tới đồi quả mà lại bị lật như thế. Hỏng rồi, xui xẻo quá. Ha ha, thật không thể nào ngờ được. Không xong rồi, banh của anh Giai Chi ở đâu nhỉ? Tôi phải ném bóng thôi. Được thôi. Vì gậy thứ hai của Giai Chi bị rơi vào hồ nước nên gậy tới sẽ là gậy thứ tư của anh ư? Vậy thì không chừng lỗ này mình sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hi 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 hi. Này cậu, hả? Banh của cậu ở phía sau kìa. Banh ư? Không xong rồi, mau dừng lại đi. Ôi tõm. Các vị trông thấy rồi chứ? Quả banh đụng vào chân bị phạt hai gậy, sau đó lại rơi vào trong hồ nước, lại phải thêm một gậy nữa. Vậy thì gậy tiếp theo của Teppi là gậy thứ năm đấy. Tội nghiệp quá. Sao sao lại ra nông nỗi này? Tôi đánh đây này. Giai Chi chuẩn bị đánh kìa. Xin mời. Bóc. Bánh rơi phía xuống dưới phía cột cờ khoảng 50 cm. Tuyệt quá. Này. Đến tôi rồi sao? Tôi đánh ngay đây. Học. Ném bóng ở đây có được không? Ha ha ha. Để xem cậu chịu đựng được đến đâu. Không không, bây giờ không phải là lúc nghĩ vớ nghĩ vẩn. Tuy là ngày cuối cùng nhưng cũng chỉ mới có nửa hiệp mà thôi. Ghét thật. Vẫn còn 24 lỗ để đánh kia mà. Muốn tự hủy hoại mình à? Hơi sớm qua đấy, Teppi ạ. Hiệp 2 Teppi thi đấu tới lỗ 36. Được, hãy xem đây. Mình sẽ đánh banh gần cột cờ hơn anh Giai Chi. Ni xá xíu. Sao? Sao rồi? Mạnh quá rồi. Con. Ôi trời, cú đánh hết sạch. Ha ha. Đẹp, đẹp quá. Ha ha, banh vào lỗ rồi. Ha ha ha, cảm ơn, cảm ơn. Điều này thì mình xin chào thua hắn. Cứ tưởng hắn dở ẹt. Ai dè hắn giỏi đến thế. Lỗ số 18, gậy tiêu chuẩn 5. Ba người đánh dưới tiêu chuẩn lại ở cùng một tổ. Hay quá.
Tôi đánh trước đây. Xin mời. Xin lỗi các ông mà đứng xem gần quá là tôi bị phân tâm đấy. Xin lỗi. Lùi ra sau, lùi ra sau. Nghỉ xa xíu. Sao, sao rồi? Ồ, mình cảm giác là không tồi lắm. Hay lắm, vào đi. Kịch. Ôi, gậy đẩy nè, cảm ơn. Cậu muốn đánh trước phải không? Cảm ơn anh. Con, cú đánh chính xác quá. À, là bô kia à? Bô kia kép. Xem kìa, nhờ thời tiết tốt, thuận tiện cho việc đánh gốc mà thành tích của ai cũng đều tốt cả. Tuy đây là bảng thành tích cuối cùng của cuộc thi gốc chuyên nghiệp ở câu lạc bộ Thiên Thành, nhưng đủ gậy tiêu chuẩn chưa hẳn là đã. Đâu, động hay rớt lại là chuyện khác. Mấy anh có trông thấy các vị đầu bảng Daichi, Koyasu, Tomko ở đâu không? Số của chúng mình đã đen vậy mà lại phải thi chung với họ. Chào, người dẫn đầu cuộc thi, anh vẫn luôn là người dẫn đầu. Ha ha, thành tích của anh cũng khá lắm. Đâu có, chỉ là tạm thời mà thôi. Ô, đại tướng cũng ở đây à? Thành tích của cậu thế nào? Chào anh. Teppy. Xin lỗi, tôi phải đi ăn cơm trước đây. Cậu ta sao thế? Không phải là đã rút ngắn được một gậy sao? Cho tôi xem bảng thành tích một chút nhé, được không? Được. Ồ, 9 lỗ phía trong đánh 31 gậy, nhưng 9 lỗ phía ngoài lại đánh đến 40 gậy. Thì ra cậu ta quá để tâm đến anh, kết quả lại đánh hỏng. Ha ha ha, cái thằng nhóc đó cứ tưởng bở. Giá chi, tôi thật không hiểu. Sao, chuyện gì vậy? Ngay cả anh mà cũng thi thố với Tepi. Việc gì mà phải liều mạng đến như thế? Ồ, tôi cũng cảm thấy lạ lắm. Cậu tưởng chênh lệch 6 gậy với Tepi vậy là an toàn rồi ư? Không, tớ phải thi đấu hết mình nữa kìa. Cậu nói vậy là sai rồi. Nếu như so số gậy thì tôi có thể hiểu, nhưng mà mục đích của cuộc thi chuyên nghiệp là phải dùng đứng thứ hạng 12 trở lên kia mà. Không, tôi hiểu rõ việc này lắm. Về mặt này có lẽ cậu cũng dư sức hiểu mà. Ha ha ha, lẽ đương nhiên rồi. Tôi ra trước nhé. Đúng, cho dù mình có tích cực tiến công thế nào thì thằng nhóc ấy vẫn cứ tiến lên. Nếu như cậu ta cứ khăng khăng quyết đấu thì cuối cùng sẽ như thế nào đây? Xin chào, khỏe chứ? Cậu đánh cừ thật đấy. À, anh Hồ Đi Văn. Cừ, hay. Chả là đối đầu với ngài Giai Chi thì chỉ có chuốc lấy thất bại nhục nhã. Còn cậu thì, à hà. Ồ, mời anh ăn bánh mì kẹp thịt. Cảm ơn. À, còn thành tích của anh thì sao? Cũng ráng lấy được đến gậy tiêu chuẩn. Ồ, nói vậy thì chỉ trong 18 lỗ của nửa hiệp trước anh đã rút ngắn được 5 gậy sao? Tuyệt quá. Nhưng mà muốn chắc ăn, tôi vẫn phải cố vượt qua 20 người nữa mới được. Muốn vượt số người đó, ít nhất phải rút ngắn 3 gậy nữa đây. Có điều chắc chắn những người đó cũng liều mạng để được đứng ở vị trí an toàn, cho nên cũng gay go lắm đấy. Không sao đâu, anh càng đánh càng lợi hại mà. Một khi anh đã muốn thì nhất định sẽ làm được. Kịch. Này này, cậu định bơm hơi cho tôi đấy à? Không, anh nên nhớ chỉ cần 18 lỗ thôi là người ta có thể lật ngược tình thế đó. Năm 1920, lúc đầu Zidane Côn kém A Fumic tới 13 gậy. Thế mà cuối cùng Đan Côn vẫn đuổi kịp đó. Chỉ 18 lỗ mà đuổi kịp tới 13 gậy. Cho nên 6 gậy của anh thì nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. 6 gậy. Quên, anh chỉ kém có 3 gậy thôi. Hi hi. Tôi nói lộn ấy mà. Ha ha ha. Trong đầu cậu hình như chỉ có ngài Giai Chi mà thôi. Đâu có, tôi chỉ nói đùa một chút mà thôi. Ha ha ha. No rồi, tôi đi luyện đẩy gậy đây. Các vị cứ tự nhiên nhé. Xem ra hắn vẫn không chịu đầu hàng đâu. Lỗ số 1, 383 m, gậy tiêu chuẩn 4. Nửa hiệp sau của ngày thi đấu cuối cùng để chọn tuyển thủ chuyên nghiệp, rốt cuộc đã bắt đầu và đây là 18 lỗ còn lại. Các anh xem kìa, sao đứng hạng nhất mà Giai Chi lại có vẻ không vui nhỉ? Trước khi thi thì anh ta đã là tay gốc siêu phàm rồi, cho nên chỉ được chức quán quân thì ăn nhầm gì. Thì ra là thế. Ồ, anh Giai Chi nổi tiếng đến thế cơ à? Ừ, có điều anh ta tỏ ra căng thẳng như thế là vì có sự có mặt của cậu đấy. Anh nói thế nghĩa là sao? À hà, tôi nói giỡn thôi mà.
Chứ chắc anh ta nói giỡn đâu. À không, không có gì, tôi chỉ quen lẩm bẩm mà thôi. Có thể đánh được rồi. Được, thế thì tôi đánh đây. Bóc vèo. Ồ, cú đánh đẹp quá. Ôi trời, bánh bay xa quá, rớt xuống ngay chính giữa đường banh rồi. Cú phát banh đẹp quá, cảm ơn. Không thẹn là giá chi tay gốc siêu phàm, phát banh như thế mới là giá chi chứ. Người tiếp theo sắp đánh kìa, xin các vị yên lặng cho. Bóc vèo. Ủa, anh ta đánh rồi à? Ồ, quả banh này cũng đẹp quá, banh bay xa quá. Kịch. Lần gần tới banh của giá chi rồi. Đường banh đẹp quá, kỹ thuật của ai cũng giỏi cả, tuyệt thật. Nhưng mà các vị nhìn kìa, cái thằng nhóc đó biết lợi dụng chỗ đất cao bên phải phía sau hồ nước, nó sẽ đánh xa hơn hai người kia đấy. Ha ha ha, người ta biết cả rồi, tuy mình định đánh như thế thật nhưng thắng thua chỉ còn lại hiệp cuối cùng này, không phải không thể mắc sai lầm được. Mình phải nghĩ cách công kích cho thật chính xác. Mục tiêu là ở điểm A phía bên trái. Được, mi xá xíu bóc vèo. Banh đẹp không. Ôi trời, đường banh này lệch về bên trái quá rồi, cậu ta đánh mạnh quá rồi. Quay lại đi. Ô, banh vòng về rồi kìa. Không sao, banh vòng về rồi kìa. Phù, bóng đi vòng vèo quá. Cú đánh đẹp quá, cảm ơn. Vậy thì chúng ta đi thôi. Ba người đều cố gắng lên nhé, chúng tôi đợi các anh ở lỗ 18 đấy. Cảm ơn, cảm ơn. Là la la. Không ngờ nó lại đánh theo cách cự ly không mấy xa, nhưng bóng rơi vòng vèo xuống đất lại ít nguy hiểm. Hình như nó bắt đầu xác định rồi đó. Một, sân tập. Hai, nhà ăn, nhà để xe. Ba, câu lạc bộ. Lỗ số 1, 383 m, gậy tiêu chuẩn 4. Đồi quả đã trống rồi kìa. Hả? Không có gió thì chơi 150 m luôn. Ồ, anh ta tới luôn ư? Từ chỗ này đến đồi quả chỉ là một đường thẳng, và lại ở trước mặt đồi quả lại không có chướng ngại vật, cho nên mình có thể ngắm thẳng vào cột cờ. Và lại vị trí banh có thuận lợi hơn banh của mình nhiều. Vị trí, nếu chỗ phát banh có hơi nghiêng thì banh sẽ hơi bị ảnh hưởng đấy, thí dụ như xuống dốc hay là vị trí phát banh ở bên dưới phía trái thì banh rất dễ bị lật qua bên phía phải. Còn nếu như là lên dốc và vị trí phát banh ở bên trên phía trái thì banh cũng rất dễ bị hất lên, sau đó lệch về phía trái. Còn nếu như banh của Tepi nằm ở chỗ bằng phẳng thì có thể đi chính xác trên đường banh. Chính là vậy mà mình phải đánh cho chính xác. Nói được thì phải làm được. Kịch vèo. Sao rồi? Phương hướng rất chính xác. Ôi trời, hay lắm, vô đi. Kịch. Wow, lại giống như hồi sáng. Đáng sợ thật. Ghét thật. Nếu như vào luôn thì có phải là điểm tốt cho nửa hiệp sau không? Cậu ta đánh ghê như thế, hỏi sao tôi không bị sức ép tâm lý cơ chứ. Kịch vèo. Ồ, đường tiến công tài ba của thí sân đây, không đến nỗi bị lệch đi chứ. Chà, phù, khoảng cách còn 130 m. Vậy là thí sân đã tính đến độ nghiêng của đồi quả rồi. Bây giờ địch thủ sẽ đánh như thế nào đây? Ồ, thận trọng quá. Hơ. Ồ, anh ta cũng đã thấy độ nghiêng nên đánh từ phía bên phải ư? Kịch vèo á. Ồ là là, nhắm chính xác quá. Ôi, thành thật xin lỗi. Không, tôi mới là người phải xin lỗi chứ. Gậy thứ hai của ba người trên đồi quả. Ha ha ha, có cơ hội rồi. Là la la. Ôi, hơ, anh Gia Chi đánh trước ư? Phải rồi, nếu để cho anh ta ở cự ly xa như thế mà đẩy một gậy vào lỗ thì mình sẽ bị ảnh hưởng tâm lý ghê gớm lắm đây. Xin lỗi, tôi đánh trước đây. Khoan đã, làm dấu chưa? Ủa, tôi không được đánh ư? Tôi đã xem đường banh rồi, cứ theo thứ tự mà đánh nhé. Với lại cậu đã dẫm lên đường banh của tôi rồi. Ơ, xin lỗi, để tôi làm dấu. Xin hỏi còn cột cờ không? Không cần nữa. Ồ, ha, cuối cùng thì giá chi cũng phải xuất chiêu rồi đó. Tốt lắm, phải như vậy thì mình mới dễ đánh được. Kịch, tuyệt lắm, vào đi. Sao rồi?
Ôi trời ơi, không không vào à, ái chà, à thiệt là chúng nó làm mình bị ảnh hưởng lây, vai cũng cứng ngắc luôn. Hết tập 30, mời các bạn đón xem tập 31. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.